Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Tôi Quý Minh Tô Xuân Quỳnh và đoàn trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một sáng thứ sáu cuối tuần qua cà phê sáng. Good morning Xuân Quỳnh. Good morning anh Đoàn Trọng và Xuân Quỳnh xin gửi lời chào đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng. Quý vị khán giả thân mến, như thường lệ thì Xuân Quỳnh xin bắt đầu bằng vài điểm tin chính về thời tiết ngày hôm nay. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là đẹp thưa quý vị, mặt trời mọc khá là sớm. Vào lúc 5 giờ 49 sáng và lặn vào lúc 7 giờ 47 tối. Và cuối tuần này thì trời không có mưa, tuy nhiên vào buổi tối thì có khả năng mưa là 90% vào tối thứ Bảy. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là vào khoảng là 70 độ F và tốc độ gió là từ 10 cho đến 12 dặm mỗi giờ. Kính thưa quý vị, không còn nghi ngờ gì khí hậu miền Nam bây giờ là có thể nó ở vào một cái thời điểm tuyệt đẹp nhất cho chúng ta sửa soạn giao thời giữa mùa xuân và mùa hè. Có lẽ những cái cơn mưa cuối cùng rơi vào ngày tối thứ Bảy, tuy nhiên nhiệt độ có thể nói là vẫn duy trì ở khoảng ngoài 70 độ và đây là một trong những cái thời điểm đẹp nhất cho chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần. Bây giờ thì sáng thứ sáu quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu dệt xếp thêm tất cả những cái gì mà chúng ta có thể nói rằng nghi ngờ cho một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Việc chúng ta tiên chúng ta nói đến vấn đề Mỹ và Iran hiện nay thì Hoa Kỳ cho biết có nhiều hình ảnh về các tàu thương mại của Iran ở Vịnh Ba Tư mà họ tin rằng đang mang tên lửa trên chiếc thuyền nhỏ đó. Và một quan chức nói rằng giám sát gần đây đã cho thấy một số tàu di chuyển vào và ra khỏi cảng Iran trong những ngày gần đây. Tuy nhiên đến nay chính phủ vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những chiếc tàu nhỏ đang mang tên lửa hoặc ẩn dập một thứ vũ khí gì nhằm tấn công vào các chiến hạm của Hoa Kỳ. Tất cả điều này xảy ra khi Hoa Kỳ đã di chuyển tất cả các máy bay ném bom và một nhóm tấn công tàu sân bay vào khu vực. Có thể nói nỗi lo sợ về những cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa các quốc gia đang tăng lên trong vài tuần qua. Các quan chức ở Washington đang tranh luận về việc Iran có kế hoạch tấn công các tàu sân bay của Mỹ, liệu có hành động phòng thủ trong mọi nỗ lực ngăn chặn của Mỹ hay là không. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà sáng nay thì một trong những ký giả đã trả hỏi Tổng thống Donald Trump tại White House liệu chúng ta có chuẩn bị chiến tranh với Iran hay không, thì Tổng thống Donald Trump trả lời tôi hy vọng là không. Tuy nhiên tất cả các tin tức và đặc biệt là giới theo dõi tình hình đối với ông John Bolton, cố vấn chính trị, thì đã cho thấy rằng có những sự chuẩn bị rõ ràng. Nhưng bên cạnh đó thì ông Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện và tất cả các viên chức cũng đang có những cái buổi nói chuyện với tất cả các viên chức, có thể nói một cách không công khai, với Iran để nhằm ngăn chặn tất cả những sự việc mà có thể nói rằng tình hình căng thẳng chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ đã đi đến một cái mức độ mà có thể không có lường được. Xuân Quỳnh theo dõi tất cả các sự kiện thì cho thấy tình hình căng thẳng giữa chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ đến một mức độ như thế nào thưa Xuân Quỳnh? Chắc lẽ với căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ, có thể nói rằng chiến tranh không phải là một sự lựa chọn. Những hoài nghi liệu có thể vấn đề ngoại giao thực sự sẽ rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Iran đã gửi khi Hoa Kỳ đã gửi thêm tất cả các đơn vị quân sự đến Trung Đông và tất cả các mối đe dọa từ Iran, khi Tổng thống Hoa Kỳ đã nói với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rằng ông không muốn có chiến tranh. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc đó là ông Maristakis Rianshi đã nói với tất cả những người điều hành trong một cái chương trình mà được chiếu vào CBS vào sáng Chủ nhật tới đây, đó là Face the Nation. Và Margaret V. Brandon đã hôm thứ Năm đã cho rằng ông tin những lời bình luận của Tổng thống Trump hôm thứ Năm là có thật. Tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump không muốn chiến tranh, và ông Jeffrey đã tuyên bố như vậy. Một phóng viên đã hỏi Tổng thống Donald Trump, chúng ta sẽ gây chiến tranh với Iran phải không? Thì hy vọng là không, và ông Trump đã trả lời, nhưng Reveny đã cáo buộc Hoa Kỳ đã sử dụng thiếu sót các nguồn tin tình báo và trong quá khứ về cuộc xâm lược giữa Iran của Iraq vào năm 2003 tại Hoa Kỳ đã bị kết thúc bởi những tuyên bố không chính xác rằng ông Saddam Hussein đã có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Kính thưa quý vị, nếu chúng ta nhớ lại vào năm 2001 và đến năm 2003, thì tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Iraq và Hoa Kỳ với những cái nguồn tin tình báo không chính xác. Và bởi thế, ông đại sứ của Iran tại Liên Hiệp Quốc đã cho rằng chúng ta học lại bài học cũ với ông trách cứ vào cái nguồn tin báo đã đưa đến cho Tổng thống Donald Trump là không chính xác, bởi vì chúng tôi không có trang bị những chiếc hỏa tiễn trên những chiếc thiên thuyền nhỏ và chúng tôi không có ý định tấn công một quốc gia nào ở trong Vịnh Ba Tư. Điều này cho thấy có một cái sự sai lầm trong vấn đề lượng giá tình trạng gọi là tin tình báo tại vùng Vịnh Ba Tư và có thể đi đến một trong những cái tình trạng chiến tranh trong tương lai nếu chúng ta không thẩm định tất cả nguồn tin và có thể nói những nguồn tin tình báo để dẫn đến sai lầm như cuộc chiến tranh mà chúng ta đã từng tham dự vào Iraq năm 2003. Lại nhiên chúng tôi không bắn tên lửa ra khỏi những chiếc thuyền nhỏ. Ông Rafferty đã nói như vậy và cho biết rằng miễn là họ không thể chia sẻ những thông tin đó với công chúng, tôi nghĩ không một cái tiện ích nào khi nói rằng những thông tin này là thông tin đáng tin cậy. Tất cả những sự chỉ trích của Iran đối với nguồn tin cung cấp cho Tổng thống Donald Trump là một trong những sự kiện mà có thể nói họ đang đánh vào một trong những nhân vật quan trọng mà quý vị nhìn thấy qua hình ảnh trên truyền hình vừa qua. Kính thưa quý vị, đó là ông cố vấn chính trị John Bolton. Lại dĩ nhiên tất cả những sự kiện là không một ai muốn có chiến tranh xảy ra hiện nay. Tuy nhiên tất cả những sự kiện hiện nay đang dồn dập gia tăng những nỗ lực quân sự hai bên có mặt tại vùng Vịnh Ba Tư. Như chúng tôi đã trình bày và Xuân Kình đã cũng thấy tất cả những tin tức vừa qua cho thấy rằng một hạm đội của Hoa Kỳ đã có mặt với chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln và tất cả những chiếc máy bay phóng pháo cơ B-52 cũng là một trong những sự kiện đó, thưa Xuân Kình. Đúng vậy, thưa quý vị, về phía Tổng thống Donald Trump thì Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan rằng ông không muốn gây chiến với Iran. Các quan chức giấu tên cho biết bình luận này được đưa ra trong cuộc họp tại Nhà Trắng để bảo vệ, bàn về căng thẳng tại Trung Đông. Ông ấy không muốn có chiến tranh, một quan chức nói, cho biết Tổng thống Donald Trump yêu cầu các cố vấn không để căng thẳng với Iran vượt qua tầm kiểm soát và trở thành xung đột với quân sự. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực này. Phát ngôn viên Nhà Trắng đó là Sarah Sanders hôm 16 tháng 5 vừa qua cũng khẳng định rằng không có sự bất đồng giữa Trump và đội ngũ cố vấn trong vấn đề của Iran. Cho biết Tổng thống Mỹ chào đón nhiều quan điểm khác nhau và Chủ tịch Hạ viện Mỹ đó chính là Nancy Pelosi đã hôm qua hoan nghênh vì Tổng thống Donald Trump không muốn gây xung đột với quân sự Tehran. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta đã nhìn thấy trong những thời gian vừa qua. Việc trước tiên, phía bên cạnh Tổng thống là ông John Bolton, một trong những chiến lược gia chính trị mà hiện nay có thể trao đổi tất cả những sự kiện liên quan đến tình hình thế giới trực tiếp với Tổng thống Donald Trump. Và có thể nói quan điểm của ông John Bolton gần đây hình như đã chiếm được sự gọi là tin cậy của Tổng thống Donald Trump. Và theo tất cả các giới chức nhận thấy thì ông John Bolton là một trong những nhân vật diều hâu và là một trong những nhân vật chủ chốt có thể trừng trị Iran bất cứ từ lúc nào nếu Iran tỏ ra có những hành động ương ngạnh đối với lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Chắc quý vị đã biết gần thời gian trước đây có một lần thì một chiến hạm nhỏ của Iran đã bắt giữ một chiến hạm của Hoa Kỳ. Điều này đã gây nên một cái xúc tác lớn trong cái sự căm phẫn của người dân Hoa Kỳ đối với Iran. Tuy nhiên thì tất cả những sự kiện nếu xảy đến chiến tranh thì có thể nói tình hình tệ hại như quý vị có biết như thế nào. Trong lúc đó thì lại duy nhiên ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng hiện nay không có cái gọi là một cái sự chuẩn bị để đưa 120.000 quân của nhân Hoa Kỳ đến vùng Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng lực lượng dự phòng và chuẩn bị cho tất cả lực lượng tác chiến của Hoa Kỳ tại vùng Ba Tư là không được đặt lên bàn giấy ở Ngũ Giác Đài. Đây là một trong những sự kiện mà sáng nay tất cả các báo chí đều quan tâm và họ nó cho rằng tất cả các tin tình báo đến với Hoa Kỳ có thể đã nhằm cho một cái sự chuẩn bị chiến tranh ở tại vùng Vịnh và họ luôn luôn đề phòng tất cả những cái chiến hạm nhỏ, những tất cả những tàu đánh cá và có thể nói những cái chiếc tàu nhỏ đó và những chiếc tàu đánh cá có thể trang bị hỏa tiễn và bắn vào tất cả những lực lượng quân sự của Hoa Kỳ có mặt ở trong vùng Vịnh Ba Tư. Nhưng theo lời ông Giovanni, bộ trưởng, ông đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc đã cho rằng những tin này là những tin đồn vô căn cứ và liệu làm sao
team tình báo Hoa Kỳ lại có những nguồn tin như vậy được? Nhưng kính thưa quý vị, mấy ai học được chữ ngờ. Bởi thế, luôn luôn lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã có mặt và có thể nói họ sẵn sàng tác chiến với tất cả mọi tình huống nào xảy ra ở tại vùng biển Ba Tư. Kính thưa quý vị, đó một vài sự kiện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng sớm đầu nay qua ly cà phê. Nhưng tất cả những sự kiện đó cũng là những tin dè dặt mà thôi. Bên cạnh đó thì sáng nay có một chiếc F-16 của không quân của Hoa Kỳ đã bị rớt ở tay bang California, thưa Xuân Quỳnh. Đúng vậy thưa quý vị, một chiến đấu cơ F-16 đã rơi trúng vào một tòa nhà gần nhà căn cứ ở tại Mars Air tại Riverside County. Rất là may thì cái người phi công cũng là người duy nhất trên chiếc máy bay này và ông đã nhanh chóng hạ dù và đã an toàn, không có bị thương. Vâng, chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay thuộc không đoàn 144 từ South Dakota bay xuống đây trong một cái chương trình huấn luyện quân sự. Tuy nhiên kém may mắn thì chiếc máy bay đã đâm xuống ở trên một cái tòa nhà của một cái chiếc kho ở vùng của miền Nam California, nhưng may mắn cho anh phi công đã nhảy ra khỏi cái chiếc máy bay F-16. Liệu tất cả những tin tức về F-16 sắp đến thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng trở lại quý vị trong giây lát.